phỏng vấn trong chuyên mục bài viết về cựu sinh viên của học viện. Sau đây thì chị xin phép được phỏng vấn em một vài câu hỏi nhé. Đầu tiên thì em có thể giới thiệu về bản thân và công việc hiện tại của em được không? Rất vinh dự là hôm nay trong một buổi về thăm trường thì cũng được gặp các anh chị, cũng được giao lưu. Và em sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên. Em tên là Trần Duy Phương, em ở khóa CP09, học viện NIT Hà Nội, khóa kỹ sư phần mềm. Em hiện tại đang làm việc tại Nhật Cường Software, công ty phát triển phần mềm và cung cấp phần mềm ERP, phần mềm giải pháp cho doanh nghiệp, giải pháp quản lý doanh nghiệp. Được biết là em đang công tác ở vị trí tư vấn triển khai ERP cho các đối tác. Vậy thì kiến thức lập trình được học tại nhà trường có đảm bảo cho công việc của em hiện tại không? Với vấn đề về lập trình thì đối với một nhân viên tư vấn triển khai thì mình khi mà đến tư vấn cho khách hàng thì mình phải biết được là khách hàng cần gì và mình phải am hiểu về hệ thống và am hiểu về lập trình để mình biết được là nhân viên lập trình bên mình có làm được như họ yêu cầu hay không, hay mình đáp ứng được phần nào. Lúc đó mình sẽ đưa ra một cái tư vấn chính xác nhất để cho khách hàng. Với cương vị là đã từng tham gia theo học và hiện tại thì đang công tác thực tế, thì theo em thì chương trình tại NIT ICT Hà Nội cần bổ sung thêm những kiến thức hay là kỹ năng gì để phù hợp hơn nữa với thị trường việc làm bên ngoài? Đầu tiên thì vấn đề đầu tiên về phần kỹ năng mềm của các bạn, và thứ hai nữa là về phần tiếng Anh, đó là phần quan trọng trong ngành công nghệ thông tin. Thì em thấy tại thời điểm em học thì hầu hết nhiều bạn học viên vẫn chưa đọc hoặc là chưa giao tiếp được nhiều bằng tiếng Anh. Đấy là phần quan trọng, khá là quan trọng trong lĩnh vực này. Cộng với lại về vấn đề về lập trình thì các bạn vẫn chưa thực sự là chủ động trong việc học cộng như thực hành. Nên là những cái kỹ năng mềm giao tiếp thì đấy là những cái mà cần được bổ sung thêm ngoài vấn đề về chuyên môn như là lập trình ra. Vậy thì trong thời gian mà em học tại NIT ICT Hà Nội thì có điều gì mà em chưa hài lòng không? Ví dụ như là giảng viên này, chương trình hay là môi trường học? Thời điểm đó cách xa với thời điểm bây giờ, với cả cũng ở khác tòa nhà nữa. Thì tại thời điểm đó năm 2011 thì có thể là phòng học nó chưa được tốt và hiện đại như bây giờ. Thì cũng chỉ có vấn đề đó thôi, còn lại về phần giảng viên cũng như là các anh chị giáo vụ thì cũng rất là năng động, rất là chăm chút cho các em sinh viên. Theo em thì học viên NIT ICT Hà Nội muốn làm ở vị trí như em hiện tại thì cần học tập và chuẩn bị thêm những kiến thức hay là kỹ năng gì? Tất nhiên nó ở trên thì mình sẽ có hai kỹ năng mềm, một là giao tiếp, hai là về phần tiếng Anh, ngoại ngữ, chuyên môn. Cộng với lại ít nhất là 1 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương để tư vấn với khách hàng. Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của em. Chúc em cùng với công ty luôn phát triển hơn nữa. Rất cảm ơn chị ngày hôm nay đã có một buổi phỏng vấn rất là hay. Thì em cũng xin chúc chị và nhà trường mình ngày càng phát triển và đã tạo ra nhiều thế hệ trẻ để tiếp sức cho ngành công nghệ thông tin của mình sau này.